Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 50 đô la cái token Labat. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi, nhập mã captcha. Rồi sau đó chọn Join Airdrop. Ở đây mọi người sẽ join vào group Telegram. Quay trở lại này. Rồi tiếp vào kênh Channel. Rồi sau đó quay trở lại. Join vào kênh Facebook. Ok, quay trở về. Join vào Instagram. Rồi, chọn theo dõi này. Sau đó quay trở lại. Tiếp tục mọi người sẽ follow Twitter này, tag 3 người bạn cùng cộng với cái hashtag này nhé. Mọi người bấm vào cái hashtag này để copy này. Rồi sau đó mở Twitter này. Chọn theo dõi này. Rồi, ở cái bài đăng này của nó. Đây. Mọi người sẽ like, sau đó thì sẽ trích dẫn 3 người bạn vào nhé. Rồi, tiếp tục là sẽ gắn cái hashtag đó vào. Chọn tweet lại. Ok, quay trở về bot. Chọn submit này. Rồi, sau đó thì còn thiếu một kênh partnership này, mọi người join vào nhé. Rồi, quay trở lại, chọn don. Rồi, sau đó gửi profiling Twitter. Tiếp theo gửi profiling của Facebook. Rồi, mình trước nó lưu trong bộ nhớ tạm đâu rồi. Ok. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ gửi profiling của Instagram này. Tiếp tục gửi profiling của kênh YouTube. Rồi, mọi người đã biết cách làm đấy thì mình sẽ gửi luôn từ cái bộ nhớ tạm của mình. Đâu rồi ta? Trôi mất rồi. Rồi, mọi người quay trở lại YouTube cho mình nhỉ. À, chưa join vào cái kênh này. Ebud có thể do men răng mất đi khoáng chất. Dòng sản phẩm cho răng nhạy cảm sensitive từ PS giúp tái tạo vùng răng nhạy cảm với tác động từ. Rồi, ở đây mọi người quay trở lại trang chủ Facebook nhé và lấy profiling. Quay trở về. Mọi người gán vào. Rồi, tiếp theo gửi địa chỉ ví F20. Rồi sau đó bấm chọn balance kiểm tra số dư này. Đó, chọn withdraw này. Thì dự án này nếu khi nó phân phối thì nó sẽ có một cái thông báo đến nhóm nhé. Rồi, ok mọi người, như vậy mình đã dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.